Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Hải Trader. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng của phiên thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2023. Ở trong phiên thứ ba thì giá vàng đã chịu một áp lực bán rất là mạnh, từ mức 2080 về đến tận 2059 và đóng cửa 2059. Mở cửa 2063 nhưng rút dâu lên 80 và đã về đến 59. Thì giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi phân tích. Sau khi lên đến chạm vùng kháng cự đây của khung D đây, nó có một ngọn nến nhấn chìm đảo xuống thì giá vàng tiếp tục là có thể sẽ giảm tiếp về đến vùng 2045, thậm chí là sâu hơn là về đến vùng 2010. Nhưng đấy là trong tương lai, còn giá vàng trong phiên ngày hôm nay sẽ như thế nào? Mình trước tiên mình sẽ điểm qua những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thứ tư thì có rất nhiều những cái tin tức quan trọng này. Tin tức chính của ngày hôm nay vào 10 giờ tối thì có PMI sản xuất và cơ hội việc làm và giá sản xuất IMS. Thì đây là ba tin rất quan trọng. PMI sản xuất kỳ này tăng so với kỳ trước theo các chuyên gia dự đoán thì đây là tin tốt cho đô. Cơ hội việc làm thì kỳ này cũng tăng hơn so với kỳ trước, tức là cơ hội việc làm đã tăng lên rồi thì tin này cũng sẽ là tin tốt cho đô. Giá sản xuất thì đã giảm hơn so với kỳ trước thì tin này, ba tin này nếu theo các chuyên gia dự đoán, ba tin này đều là tin tốt cho đô thì vàng ngày hôm nay nó có thể sập rất là sâu nếu mà ba tin này đúng là tin tốt cho đô. Và khuôn nến khung D nó tạo một cái nến rút dâu đây thì vàng ngày hôm nay nó sẽ sập rất là sâu. Vàng ngày hôm nay sẽ sập một cây rất là sâu. Mình đang nghĩ là nếu giá vàng ngày hôm nay nếu nó sập một cây sâu thì thậm chí nó về được đến tận vùng 2030, 2045. Chúng ta sẽ chuyển sang quỹ của FADR để xem quỹ này hôm qua. Nhưng mình đã dự đoán là quý này hôm qua có thể có động thái bán. Thì đúng, quý này hôm qua có động thái bán 0,5 tấn vàng. Quý này đang bán một lượng khá nhỏ thôi. Thì đây là những cái động thái chốt lời của quý này thôi. Nhưng mà hôm nay quý này đang bán liên tục 3 phiên này thì quý này hôm nay có thể xả thêm một phiên nữa. Nên là chúng ta sẽ cùng chờ nhé. Và chúng ta sẽ bật được đường MA lên. Thì giá vẫn đang nằm trên đường MA50. Nhưng đường MA20 thì giá cũng vẫn đang nằm trên. Thì ngày hôm nay giá vàng nó có thể sập về đến vùng 44 45. Mình nghĩ là nó sẽ trong phiên Á nó sẽ tăng tăng để tạo một cái dâu. Xong là sang phiên Âu thì giá nó sẽ sập. Đấy là về phân tích vàng. Và hôm nay mình sẽ lướt qua cái đấy tí. Vì đấy mình cũng khá lâu mình không xem. Thì đấy nó vẫn đang nằm trên trên trạm. Đây nó chỉ là cái nhịp hồi thôi, nhưng mà lực hồi này rất là mạnh nhé, và nó chưa chắc nó hồi về được đến cái chen tăng này. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà DI nó sẽ tiếp tục là phiên hồi lên để đắp cái gap 102.9 này này thì chúng ta về khung H4. D1 thì là xuống hồi thôi nhưng H4 nó bắt đầu phá qua hai được MA rồi. Bollinger Band mở là thì giá nó có thể sáng nay nó có thể hồi một nhịp về đến quanh cái vùng MA50 này thì sáng nay thì vàng nó sẽ bắt đầu có nhịp hồi và chiều nay và tối nay thì vàng nó sẽ đạp xuống. Đây về đến khung H1 đây thì bắt đầu nó tạo thành một cái cấu trúc tăng rõ ràng rồi này. Thì bây giờ nó đang nằm trên cấu trúc tăng nhé. Giá đây sẽ tăng. Nó có một cái vùng kháng cự ở cái vùng 102.56 này. Bollinger Band thì đã mở lên đấy rồi. Nhưng nến chưa lên đấy thì đây ghi trong sáng nay nó vẫn tăng nhé. Vàng sáng nay thì nó có thể hồi một nhịp. Nhưng mà để ghi muốn tăng được thì nó bắt buộc nó sẽ hồi một nhịp xuống dưới đây ở khung M15 về 101.59, hoặc ít nhất là về hồi về 101.7 thì nó mới có thể tăng tiếp được. Thì trong quá trình nhịp hồi đấy mình đang bắt một con sóng hồi cổ vàng ở trên khung H4 thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại chart vàng để chúng ta phân tích. Thì mình nghĩ đấy hôm nay nó có thể tiếp tục một nhịp tăng tiếp.
biên độ tăng của đấy thì khung ngày nó rất là lớn đấy, và các khung khác thì nó cũng đang thể hiện cấu trúc tăng rồi. Thì đây ở trên khung H4 thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn được cấu trúc của vàng. Thì là cấu trúc của vàng ngày hôm nay thì nó là cấu trúc giảm. Đây, khi mà chạm đến cái vùng kháng cự ở trên này thì ngay lập tức nó có một nhịp giảm này. Thì bắt đầu khung H4 thì các bạn nhìn thấy nến này, nến đã phá qua EMA 20 và chuẩn bị phá luôn đường EMA 50. Khi phá được hai đường này thì cấu trúc nó từ tăng nó sẽ chuyển thành hình đạm nhé. Nhưng mà muốn xác định được nó giảm thật hay là giảm giả thì chúng ta phải chờ nó test lại cái đường EMA nhé. Ví dụ như đây nó là nến phá qua này, nhưng nó test lại này, đấy, nó có một mô hình nến đảo chiều xuống thì đây là cấu trúc giảm rồi nhé. Chúng ta chỉ canh sell thôi. Về đến khung 1 giờ, về đến khung 1 giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cấu trúc nhỏ ở đây. Cái vùng 68, 70 này, đó là một cái vùng kháng cự trước đấy. Thì chúng ta sẽ cùng chờ giá nó có một nhịp hồi lên 68, 70. Với khung 1 giờ thì cấu trúc nó cũng đang giảm rồi. 4 giờ giảm, 1 giờ giảm, chỉ có D1 là tăng thôi. Nhưng D1 thì nó một ngày nó chỉ một cây nến thôi nên là muốn tăng được thì nó còn dài. Thì chúng ta sẽ cùng chờ. Còn về đến khung M15 thì các bạn hôm qua ở trên live ấy, mình cho các bạn một kèo là sell limit ở vùng 75 nên giá nó chỉ về đến 70 thôi, nó đạp xuống thì chúng ta sẽ bỏ cái lệnh limit này đi nhé. Và hôm qua mình cho nói các bạn là buy ở vùng 60 này, 62 này, 60 đến 62 thì lệnh buy thì sáng nay mình mở trang ra nó như này, mình cũng cho các bạn một lệnh buy đấy. Thì khi mà tại sao mình cho lệnh buy, vì giá nó phá qua được EMA 20 ở trên kênh của Bollinger này đấy, mặc dù nó vẫn nằm dưới EMA 50 nhưng nó được hỗ trợ giá bởi cái cấu trúc trước đấy này. Nhưng trước đấy nó có một nhịp bật tăng rất là mạnh thì khi nó về lại thì nó sẽ có một nhịp bật tăng thôi. Ngoài ra hôm qua ở trên này mình có cho các bạn, hôm qua có bạn hỏi dầu á, thì hôm qua mình có cho các bạn lệnh sell ở đây. Đấy. Và em là trên này TP thì chúng ta TP xuống đây cũ này thì đạt tỷ lệ 1:3. Thì đấy là hôm qua kèo này đã win rồi nhé. Như các bạn hôm qua xem live mà chơi giàu này win. Sáng nay mình cho các bạn một kèo ở đây, thế nào mình đặt dưới này TP, mình TP lên vùng này 70 là vùng TP1 nhé, đã đạt tỷ lệ 1:2. Thường còn mình kỳ vọng lên 75 nhưng mà với tình hình này thì lên 75 hơi khó, mình nghĩ nó sẽ lên 70 thôi. Và volume thì nó bắt đầu giảm rồi, giá giảm, volume giảm, nó chờ tín hiệu đảo chiều nữa là nó bay lên thôi. Đấy là về trên cái ngày hôm nay. Như mình phân tích từ nãy thì giá vàng ngày hôm nay nó vẫn có thể tiếp tục đạt về đến cái vùng 48, nhưng trước khi đạt về vùng 48 thì nó sẽ phải có một nhịp hồi lên. Mình đã bắt con sóng hồi này và mình cũng đang cho lệnh anh em ở trên trên nhóm. Đấy. Như cái lệnh này là khi nó xuống 60 vào thêm 3% mình cho sell ở vùng 61. Đó, mình chưa lệnh sell sáng hay đâu nhỉ. Đây, bay vàng. Đây là 55 TP 75 nhưng 75 này khó về nhé. Mình nghĩ nó về 71 thôi. Còn như hôm qua một số bạn xem live của mình ăn được kèo dầu. Đấy, được 90 đô này. Xem lại sale à. Đấy, sẽ xếp rồi gọi thêm, xem thêm. Bạn này cũng được này. Bạn này được kiểu giàu. Rất nhiều anh chị em được kiểu giàu. Đây là lệnh vàng, sáng nay mình cho 3 nhé. Sáng nay mình cho 3 con lệnh vàng như này này. Đấy, N thì ở 55 và TB ở 70. Các bạn nào xem lại có thể là theo cái này cũng được. Cái này mình là mình bắt con sóng hồ thôi. Còn nhận định của mình ngày hôm nay thì mình đưa ra nhận định. Định thị trường vàng ngày hôm 24. Thì thị trường vàng ngày hôm vàng ngày hôm nay sẽ là xu hướng chính. Xu hướng tạm. Nên cái sao
Cái xe thì cũng như sao động gồm 2070 là vùng thứ nhất, theo 2070 hoặc là 2075. Đấy là hai vùng 75, nó vùng OB nhé, nhưng mà nó rất là khó về. Nếu mà với một cái đà giảm trong chiều nay mà nó hồi lên 70, trong sáng nay hồi 70 thì có thể chiều nay nó hồi được lên một tí nữa lên 75. Còn nếu mà trong sáng nay nó không hồi lên 70 thì rất có thể nó chỉ hồi được đến 70 thôi nhé các bạn nhé. Canh 3 thì chúng ta canh 3 thì 2045. Mình nghĩ là vàng ngày hôm nay nó sẽ phải 2045 trong chiều hướng là giá vàng nó sẽ đi như này, kịch bản của mình nó sẽ đi như này. Kịch bản của mình nó sẽ đi như này. Đấy, tối nay tin ra nó sẽ đạp một phát đây. Rút đâu đây. Đấy, kịch bản của mình nó sẽ như này. Đấy, kịch bản trong ngày hôm nay nhé. Còn kịch bản mà vàng tăng thì nó sẽ tăng trở lại cái vùng 2086. Nếu mà nó không đúng như kịch bản của mình nên đến đây nó có tín hiệu đây là chuyển thì mình sẽ sell xuống, nhưng mà hoặc lên đến vùng đỉnh cũ này mình sell xuống. Và trong trường hợp mà tối nay tin nó ra mà nó không đúng các chuyên gia dự đoán mà nó phá lên trên đây thì chúng nó sẽ đi sai kịch bản của mình, và lúc đấy mình sẽ phải nhìn nhận lại chứ mình không có đu theo nhé. Khi mà các bạn đã nhận định một cái thị trường ấy, khi ví dụ như ngày hôm nay mình nhận định nó như này đi, đấy, mà nó không đi đúng kịch bản của mình thì ngay lập tức mình phải xóa hết những cái kịch bản này đi và mình phân tích lại. Còn đây là những cái nhận định của mình trong ngày hôm nay. Sell thì 2070 75, buy thì ở 2045 và đến 48. Thì đấy là những cái nhận định của mình ngày hôm nay. Và sáng nay mình đã vào một kèo như này rồi nhé, tỷ lệ 1-2. Nếu các bạn có thể theo mình, hoặc nếu thấy hay không thì có thể cho mình một like và subscribe kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt.